À, hôm nay em xin giới thiệu về sản phẩm đó là dự án của sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh một sản phẩm để mà quản lý các dự án đang hiện có trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đối với dự án này thì sẽ chia ra các cấp độ người dùng khác nhau à, đối với cấp độ người dùng đầu tiên đó chính là người dùng là chủ đầu tư thì người dùng chủ đầu tư sẽ có những chức năng như thế nào cụ thể ra sao thì em xin được để đi vào chi tiết Đầu tiên sau khi bấm vào nút đăng nhập thì chúng ta sẽ tiến hành bấm à, thông tin đăng nhập à, Ở đây em có một tài khoản demo cho chủ đầu tư à, Sau khi đã đăng nhập thành công thì ở trên bản đồ sẽ có xuất hiện các nút ở phía trên Và em xin được phép giải thích từ trái sang phải, đầu tiên đó là nút tạo mới thì đối với nút tạo mới này thì người chủ đầu tư sẽ nhấp vào đây và tiến hành tạo mới một các dự án hoàn toàn mới và có thể vẽ các dự án đó ở bất kỳ vị trí nào tương ứng của dự án đó kế tiếp là nút bộ lọc dùng để thể hiện lọc ra các cái dự án mà theo các tiêu chí theo các yêu cầu phù hợp nhất định kế tiếp là ô tìm kiếm tên dự án thì khi nhập vào đây tên dự án và bấm phím enter thì hệ thống sẽ tìm kiếm các dự án có tên uh, theo những gì mà người dùng đã nhập và kế tiếp đó là nút danh sách dự án thì đối với nút danh sách dự án này sẽ thể hiện toàn bộ um, các dự án hiện có trong toàn bộ địa phận thành phố hồ chí minh mình bao gồm những dự án không phải thuộc của chủ đầu tư này tuy nhiên uh, đối với những dự án đó thì người chủ đầu tư khác chỉ được xem thông tin của những dự án đó và không thể làm gì hơn bên cạnh đó thì có nút là dự án của tôi thì ở nút dự án của tôi này nó sẽ thể hiện ra toàn bộ các dự án mà của chủ đầu tư đó đang làm và đang thực hiện và cuối cùng đó chính là ô chọn các thể hiện các uh, dự án khác nhau đối với, ví dụ như là dự án hiện tại chờ duyệt hoặc là dự án hoàn thành thì chi tiết sẽ được em thể hiện như sau đầu tiên là nút tạo mới thì người dùng có thể sử dụng chuột và tiến hành lít trên bản đồ các điểm cần thiết trên cái đoạn đường hoặc là đoạn à, mà dự án sẽ được thực hiện để tạo ra một đường thẳng gọi là polyline và sau khi và sau khi vẽ thành công thì người dùng có thể nhấn vào nút bàn tay này để có thể kết thúc vẽ tiến hành vẽ cái dự án đó bên cạnh đó người dùng cũng có thể tải lên một tập tin tọa độ theo hệ tọa độ vn 2000 thì ở đây em đã có một cái bản demo đó là tập tin vn2000 như ở trên như ở trên đây và sẽ tiến hành uh, nhập nó vào thì sau khi chọn tập tin đó và nhập vào thì hệ thống sẽ tự động dựa vào các cái tọa độ ở trên tập tin đó để mà vẽ ra thì đây là hình ảnh của một uh, tập tin tọa độ mà đã được em thiết kế sẵn thì đầu tiên là chỉ cần nhập vào các tọa độ tương ứng tọa độ x, y và cách nhau bởi một dấu phẩy thì hệ thống sẽ tự động hiểu và tự động tách ra những cái cặp tọa độ tương ứng này để mà tạo nên một đường thẳng polyline và tiếp theo đó thì sau khi đã vẽ chủ đầu tư sẽ tiến hành nhập các thông tin chung của một dự án nào đó ví dụ như ở đây em sẽ tiến hành nhập tên của dự án này là dự án quận 1 Và bên cạnh đó người dùng cũng sẽ click chọn những các địa điểm dự án phù hợp Ví dụ như ở đây quận 1 nếu như dự án ở quận 1 thì người dùng sẽ chọn lít chọn ở quận 1 và các thông tin cần thiết khác ở đây ở phần lĩnh vực sẽ có hai lĩnh vực đó là thoát nước và cấp nước sẽ có thêm một nút đó là nút tải lên tập tin tọa độ lưu vực của dự án để thể hiện được lưu vực của cái dự án đó sẽ nằm ở vị trí nào thì đối với lưu vực của dự án này thì nó sẽ được thể hiện bằng một hình gọi là hình polygon để mà thể hiện một cái sự đóng khung lại cho cái lưu vực của cái dự án đó thì em ở đây em đã có hai tập tin em sẽ uh, tiến hành import một tập tin vào để cho mọi người cùng hiểu thì sau khi import uh, hệ thống sẽ vẽ nên uh, hình ảnh tượng trưng cho lưu vực của cái tọa độ polygon mà người dùng vừa mới nhập vào và bên cạnh đó thì người dùng cũng có thể tải lên các tập tin đính kèm cho cái dự án đó ví dụ như là hình ảnh file word file cat, hoặc là file pdf hoặc là bất kỳ file nào để cho những cái người sau có thể thấy được những cái uh, hình ảnh đó có thể tham chiếu tới nó hoặc là có thể uh, nhìn được uh, biết được các dự án đó nó đang ra như thế nào thì ở đây em sẽ xin demo em sẽ chọn các cái file tương ứng ở đây em xin xin chọn hai uh, file hình ảnh uh, em xin chọn hai file hình ảnh ở đây sau khi chọn file xong thì ở đây nó sẽ hiển thị là hai file và mình rê chuột vào nó sẽ hiển hiện được cái tên của cái tập tin đó và sau khi đã nhập hoàn thành à, các các thông tin cần thiết à, thông tin chung mức đầu tư dự án chi tiết dự toán tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng và gói thầu thì người dùng sẽ tiến hành vào bấm vào nút tạo mới để tiến hành tạo được cái dự án đó sau khi bấm vào nút tạo mới thì nó sẽ thể hiện lên một cái bảng thông báo là bạn có muốn để lại lời nhắn cho người phía sau không. Ở đây lời nhắn sẽ có thể bắt buộc hoặc là không bắt buộc. À, tuy nhiên để thuận tiện cho việc à, thực hiện dự án nó được một cách trơn tru thì người dùng nên để lại lời nhắn để cho những người phía sau biết là cần phải làm cái gì và người phía trước đã vừa làm gì. Thì sau khi bấm vào nút đồng ý, hệ thống sẽ tiến hành tạo dự án và sau khi đã tạo thành công thì sẽ hiện lên một thông báo là đã tạo mới dự án thành công và dự án đang trong trạng thái chờ duyệt. Và sau khi bấm nút ok thì ở đây em xin thể hiện tiếp. Ở bên góc tay phải này như em đã nói là nó sẽ có các loại dự án như dự án hiện tại, dự án chờ duyệt và dự án hoàn thành. Thì sau khi một dự án đã được tạo thành công thì dự án sẽ được đưa vào trạng thái là chờ duyệt. Bởi vì bất kỳ dự án nào sau khi được tạo ra cũng phải được bên phía sở xây dựng xem xét uh, sẽ phải được duyệt thì dự án đó mới trở thành dự án hiện tại được chính thức đưa lên trên phía bên bản đồ hiện tại à, để thuận tiện cho việc à, xem các dự án của mình thì người dùng có thể lít vào nút dự án của tôi và chọn vào dự án mà hiện đang có ở đây như em đã chọn ở đây thì các dự án quận 1 sau khi lít vào hệ thống sẽ tự động nhảy tới vị trí của dự án đó đồng thời cũng sẽ thể hiện nên cái bản thông báo lời nhắn của À, lời nhắn mà người dùng phía trước đã để lại cho người phía sau à, và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ thể hiện được các cái hình ảnh mà người dùng đã đưa lên dữ liệu à, ở đây em nãy chúng ta có đã đưa lên hai file thì ở đây đã thể hiện được hai file hình ảnh ở trên phía bản đồ để người dùng có thể dễ dàng tập trung quan sát và các cái tập tin kèm ở đây cũng là để thể hiện cho những cái hình ảnh đó để người dùng có thể xem được chi tiết hơn thì người dùng có thể lít vào hình ảnh đó và nó sẽ thể hiện chi tiết của cái hình ảnh đó lên. À, và bên cạnh đó thì người dùng có thể tiến hành bấm nút sửa hoặc là xóa đối với chủ đầu tư nếu như dự án đã được tạo ra nhưng chưa được duyệt lần nào thì và người dùng không muốn cái dự án này để tiếp tục cho bên phía sở xây dựng thực hiện thì người dùng có thể bấm vào nút xóa để tiến hành xóa đi cái dự án đó và dự án đó sẽ không còn tồn tại trên hệ thống. Hoặc là người dùng có thể bấm vào nút sửa và chỉnh sửa các thông tin cần thiết ở đây Ví dụ ở đây em sẽ chỉnh sửa thêm ngày mở hồ sơ dự án và quy mô của dự án Đây là một dự án lớn Và tiến hành nhấn nút cập nhật thì cũng sẽ đưa ra một cái thông báo là có muốn để lại lời nhắn cho người phía sau không thì ở đây tốt nhất là mình nên để lại lời nhắn để cho người dùng biết phía sau. Sau khi bấm nút đồng ý thì nó sẽ báo ra một thông báo gọi là cập nhật thành công. Và đó là cách mà để một người chủ đầu tư có thể tạo ra được các uh, một cái dự án mới hoàn toàn.